Chào các bạn đến với kênh Đạo Tin Lành để lắng nghe sứ điệp của Chúa qua các bài giảng của các mục sư, các bài thánh ca, các bài làm chứng nói về Chúa yêu nhân loại. Buổi sáng ngày hôm nay, xin Chúa ban phước cho tấm lòng, ban phước cho lời Ngài và tất cả ông bà anh chị em trong danh của Chúa Giêsu. Amen. Hãy chúng ta tin thì lòng chúng ta được yên nghỉ, cuộc sống chúng ta được yên nghỉ, mọi lĩnh vực trong cuộc sống chúng ta cũng được yên nghỉ. Đó là bí quyết. Và từ bí quyết đó, chúng ta sẽ có được một cái hướng đi trong cuộc đời của mình. Thưa ông bà anh chị em, đó là phải tìm cho bằng được để có đức tin trong đời sống của mình. Đức tin rất là quý. Đức tin là giải pháp toàn diện mà Đức Chúa Trời dành cho mọi con cái của Ngài. Không có đức tin thì không thể nào ở cho đẹp lòng Chúa. Nhiều người ngày hôm nay ước ao rằng có cách nào đó, có cái gì đó mà để cho cuộc đời của tôi hoàn toàn được bình an, được màu hồng, được vui mừng mãi mãi được không? Người ta đang tìm điều đó. Người thì muốn sống lâu, trường sinh bất lão. Người thì ước ao có viên thuốc nào đó uống vô cái thì cả đời không phải ăn gì cả, không phải uống gì cả, phải không ạ? Người ta ước ao nhiều thứ. Nhưng mà tôi xin thưa với anh chị em rằng Đức Chúa Trời thật sự Ngài đã chuẩn bị giải pháp cho chúng ta về điều đó rồi. Đó là đức tin. Chúa Giêsu nói có đức tin thì mọi sự đều được. Đó là sự thật. Cho nên nếu tôi và bạn chị em đầu tư thời gian để hiểu cho cặn kẽ và có đức tin thì trong cuộc sống này và kể cả cõi đời đời chúng ta có tất cả. Có tất cả. Đó là sự thật được chép ở trong Kinh Thánh. Và tiên tri TB Joshua ông cũng hay chia sẻ với anh chị em ha. Ông nói rằng đức tin là tiền của thiên đàng. Đức tin nó giống như tiền ở trong cõi linh vậy đó. Ở trong cõi thật này mình dùng tiền để mình có tất cả. Thì ở trong cõi linh mình dùng đức tin để có tất cả. Mà cõi linh thì nó bao trùm trên cõi thật này, cho nên chúng ta có tất cả trong cõi thật này luôn, nếu chúng ta có đức tin. Vì vậy đó anh chị em à, đức tin quý lắm. Và tôi khuyến khích tất cả hội thánh của Chúa hãy hết lòng mỗi ngày tìm kiếm đức tin cho mình. Đừng để nước đến chân rồi mới nhảy. Anh chị em biết cái đó mà, nước đến chân mới nhảy đó. Tức là mình chả tìm kiếm gì cả, đến khi bệnh hoạn rồi mới kêu. Nhưng mà lúc đó tiền trong túi nó hết rồi, không có, không ạ? Không có. Cho nên là nước đến chân nhảy thì nhảy không kịp, nước nó cuốn luôn, cuốn luôn. Cho nên khi mình khỏe mạnh, khi mình còn có thời gian, khi mình còn có tuổi trẻ, có ước mơ, có nhiệt huyết, anh chị em ơi, hãy đầu tư để tìm cho mình đức tin. Vì nó ích lợi cho đời này và trong cả cõi đời đời. Ích lợi lắm. Tất cả mọi điều chúng ta hãy tìm. Cho nên buổi sáng hôm nay đó tôi cày ơn Chúa để chia sẻ cho anh chị em một cái chủ đề là đức tin nó hành động như thế nào. Đức tin nó hành động như thế nào. Đôi khi chúng ta nói tin tin nhưng mà đôi khi mình cũng chưa đào sâu lắm, phải không ạ? Chúng ta chưa hiểu rõ. Hôm nay tôi cày ơn Chúa sẽ nói về điều đó. Tôi sẽ khởi sự cho anh chị em trong Corinto 2 chương 5 ha. Corinto 2 chương 5. Sứ đồ Phaolô viết như thế này: và chúng ta biết nếu nhà tạm của chúng ta dưới đất đổ nát thì chúng ta lại có nhà đời đời tại trên trời. Bởi Đức Chúa Trời không phải bởi tay người làm ra. Vì chúng ta thật than thở trong nhà tạm này mà hết sức mong được mặc lấy nhà chúng ta từ trên trời. Miễn là gặp thấy chúng ta đương mặc áo không trần truồng. Bởi chừng chúng ta ở trong nhà tạm này than thở dưới gánh nặng, vì chúng ta không cầu bị lột trần, song cầu cho được mặc lại. Để sự gì hay chết trong chúng ta bị sự sống nuốt đi. Đấng đã gây dựng chúng ta cho được sự ấy, ấy là Đức Chúa Trời đã ban của tin của Đức Thánh Linh cho chúng ta. Vậy chúng ta bằng hằng đầy lòng tin cậy và biết rằng khi chúng ta đang ở trong thân thể này thì cách xa Chúa. Vì chúng ta bước đi bởi đức tin chứ chẳng phải bởi mắt thấy. Vậy tôi nói chúng ta đầy lòng tin cậy muốn lìa bỏ thân thể này đặng ở với Chúa thì hơn.
Cho nên chúng ta giàu ở trong thân thể này, giàu ra khỏi cũng làm hết sức để được đẹp lòng Chúa. Bởi vì chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước mặt đấng, trước tòa án đấng Christ, hầu cho mọi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt. Đây là điều mà sứ đồ Phao-lô ông tin. Không ạ? Ông tin. Rõ ràng ông ấy đang tin cái điều mà mắt ông chưa có thấy. Thậm chí là mắt ông không có thấy. Không ạ? Anh em đọc cái đoạn, nghe đoạn này sẽ hiểu ha. Ông tin rằng khi ông ra khỏi thân xác này thì ông được ở gần Chúa. Ông tin rằng khi cái nhà tạm trên đất này đổ nát, thân thể đổ nát, tất cả mọi sự đổ nát, thì ông được Đức Chúa Trời cho nhà đời đời không hư nát. Ông tin rằng những sự gì mà hiện nay mình phải than thở chịu đựng thì đến một lúc nó sẽ được tiêu diệt, hủy bỏ bởi quyền năng sự sống của Đức Chúa Trời. Tất cả những gì hiện nay mình chịu là tạm. Và điều đó là điều sứ đồ Phao-lô tin. Ông tin và ông nói rằng ông bước đi bởi đức tin chứ không phải bởi mắt mình thấy. Câu hỏi là, anh chị em ơi, làm thế nào để mình có thể tin những điều mà mắt mình không thấy? Đấy là chỗ mà chúng ta cần phải vượt qua. Hầu hết chúng ta được sinh ra, được nuôi dưỡng theo một cái thói quen là mình chỉ tin những gì tai mình nghe, mắt mình thấy, tay mình rờ. Chúng ta sống trong cái thói quen đó quá lâu rồi. Chúng ta được đào tạo, được giáo dục, được định hướng từ lúc sinh ra để sống trong thói quen đó. Mặc dù ai cũng thừa nhận rằng những giác quan của chúng ta rất là hữu hạn. Có phải không thưa anh chị? Con mắt của mình rất hữu hạn, lỗ tai của mình rất hữu hạn, cái cảm giác của mình cũng rất hữu hạn. Nó có thể thay đổi thậm chí theo thời tiết. Lỗ tai của mình chỉ nghe được một cái dải tần số âm thanh nào đó thôi. Thậm chí là những cái thứ mà con chó nó nghe mình không thể nghe được. Thế nhưng mà mình tin cậy vào cái lỗ tai của mình. Con mắt của mình cũng có thể thấy một số những cái vật thể thôi, chứ còn vô số những cái thứ khác mình không thể thấy được. Nhưng tại sao chúng ta lại cứ tin cậy những cái giác quan hữu hạn đó? Chúng ta sống cả đời trong những cái giác quan hữu hạn đó và dẫn chúng ta đến chỗ chúng ta rất khó để xây dựng một cái đức tin khác, đức tin đúng như Kinh Thánh, đức tin mà sứ đồ Phao-lô vừa nói cho chúng ta đây. Rõ ràng ông khuyên chúng ta đừng có bước đi theo sự gì mắt thấy. Cái câu đó nó có nghĩa là đừng bước đi theo những gì mà cái giác quan này nè nó đưa lại thông tin cho chúng ta, nhưng hãy bước đi theo những gì mà lời Đức Chúa Trời nói. Vì vậy, để trả lời cho câu hỏi, thưa ông bà anh chị em, làm sao để chúng ta có thể tin được những gì mắt mình không thấy? Đầu tiên đó, thì mình phải hiểu và hiểu cho tường tận rằng những giác quan của chúng ta là hữu hạn. Còn rất nhiều thứ khác nữa chúng ta cần tìm biết, tìm hiểu. Và để cho chúng ta có thể hiểu biết điều đó thì chúng ta cần được sự khai mở từ một đấng ở trong cõi vô hình. Đó chính là Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta không được Ngài bày tỏ, chúng ta sẽ không thể tin được, thưa anh chị. Những điều vô hình chúng ta cần Đức Chúa Trời bày tỏ. Cái đức tin mà nó tạo nên bởi những gì mình thấy, mình nghe, mình cảm nhận, tôi gọi đó là đức tin tự nhiên. Đức tin tự nhiên của con người. Ôi, tôi tin rằng có cái bức tường ở đây bởi vì tôi đi đến, tôi rờ được nó. Tôi tin rằng có cái bóng điện ở đây bởi vì tôi thấy nó. Bình thường, ai cũng có thể tin điều đó. Nhưng anh chị em, những cái đức tin đó nó không tạo ra một cái giá trị mới lạ nào cả. Bình thường. Tuy nhiên, khi mình tin những gì không thấy, tức là những gì được khai mở qua các kênh tâm linh, như là lời Đức Chúa Trời, các phép lạ siêu nhiên của Đức Chúa Trời, các câu chuyện đức tin thành công ở trong Kinh Thánh, vân vân, thì cái đức tin này
nó tạo ra cái một cái giá trị mới và tạo ra phép lạ siêu nhiên trên đời sống của mình. Đây là đức tin mà cả đời mình cần phải tìm kiếm, anh chị em ạ. Mình phải xây dựng, mình phải tìm kiếm và Chúa mở ra cho mình. Chúa mở ra cho mình. Tôi đọc cho anh em một cái câu chuyện ở trong Ma-thơ chương 9 câu 27 đến 30. Đức Chúa Giê-xu ở đó đi ra, có hai người mù theo Ngài mà kêu rằng: Hỡi con cháu vua David, xin thương chúng tôi cùng. Khi Ngài vào nhà rồi, hai người mù đến. Ngài bèn phán rằng: Hai người tin ta làm được điều hai người ước ao sao? Họ thưa rằng: Lạy Chúa được. Ngài bèn rờ mắt hai người mà phán rằng: Theo như đức tin các ngươi, phải thành được như vậy. Mắt hai người mù liền mở ra. Anh em chú ý câu chuyện này ha. Hai người này kêu Chúa: Hỡi con vua David, xin thương xót tôi. Giống ông người mù Ba-thi-mê ăn mày kia. Tôi không biết hai người này có ăn mày không thì tôi không biết. Nhưng mà hai người này cũng kêu giống ông kia. Không ạ, xin thương xót. Nhưng mà khi Đức Chúa Giê-xu vào nhà và họ đến trước mặt, thì Chúa lại hỏi họ một câu: Hai người có tin ta làm được điều hai người xin hay không? Anh em chú ý câu này. Hai người có tin rằng ta làm được điều hai người xin hay không? Đôi khi chúng ta chỉ dừng lại ở sự kêu khóc, đúng không ạ? Chúa ơi, thương xót chữa lành con. Chúa ơi, thương xót chữa cho con căn bệnh này. Chúa ơi, thương xót giải cứu con. Mình khóc lóc, mình kêu than, mình kêu nọ kêu kia. Tôi xin thưa với anh chị em, Chúa lúc nào cũng thương xót chúng ta hết. Khỏi kêu Ngài cũng thương xót. Có đúng không? Cái vấn đề là không phải Chúa không thương xót hai người mù này, nhưng vấn đề là Chúa hỏi là: Hai ngươi có tin rằng ta làm được điều hai ngươi xin không? Có một số người kêu khóc rất là dữ tợn, nhưng mà đức tin không có. Không có tin. Kêu khóc thì có thể ngày đêm khóc từ sáng đến chiều, sưng cả mắt luôn, mà đức tin không có. Đôi khi chúng ta cũng khóc rất là nhiều, nhưng mà tiền trong túi không có xu nào. Nó không giống vậy trong thế giới thuộc linh. Cho nên tôi xin đưa lại với anh chị, cái sự kêu khóc nó cần, nhưng nó chưa đủ để giải quyết nan đề của chúng ta. Nó cần để kéo chúng ta lại gần Chúa. Nó cần để kéo chúng ta lại gần lời Chúa. Nó cần để kéo chúng ta lại sự cầu nguyện. Nó cần để kéo chúng ta lại đến với hội thánh. Cái sự kêu khóc cần chỗ đó. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó không, thì phép lạ vẫn chưa xảy ra. Chúng ta kêu khóc bởi vì chúng ta có nan đề. Mà khi chúng ta kêu khóc, thì Thánh Linh dùng cái sự kêu khóc đó kéo chúng ta đến với lời Ngài. Thì Ngài muốn chúng ta hãy mở Kinh Thánh ra để có đức tin. Và chắc chắn rồi, khi anh chị em đến trước mặt Ngài, bất kể nan đề anh chị em là gì, Chúa cũng sẽ hỏi một câu như ngày xưa Ngài đã hỏi hai người mù này: Hai người tin ta làm được điều hai người ao ước sao? Tin không? Đây là thách thức mà tôi và ông bà anh chị em phải vượt qua. Nếu ông bà anh chị em đang nợ nần, nếu ông bà anh chị em đang đứng trên bờ vực của sự phá sản hay đổ vỡ nào đó, hay ông bà anh chị em đang gặp một cái hoạn nạn hay một cái bệnh tật nan y nào đó, ông bà anh chị em muốn vượt qua, thì câu trả lời vẫn là: Ông bà anh chị em có tin Chúa Giê-xu làm được điều ông bà anh chị em ao ước không? Đó là vẫn là câu trả lời muôn thuở, phải không ạ? Câu trả lời muôn thuở. Và anh em thấy không, rất là khích lệ khi họ thưa rằng: Lạy Chúa được. Lạy Chúa được. Con tin Ngài làm được. Và lập tức Ngài rờ mắt hai người đó và Ngài phán: Theo như đức tin các ngươi, phải được thành. Như vậy ở đây chúng ta học được một cái bài học cực kỳ là đơn giản, nhưng mà ích lợi là gì anh chứ? Nguồn chữa lành có sẵn, nguồn điện là có sẵn, nguồn năng lực của Chúa là có sẵn, nguồn thẩm quyền lòng thương xót nhân từ của Chúa là có sẵn. Chỉ có cánh tay đức tin của chúng ta mới có thể lay ra.
Chúng ta bây giờ không cầu xin quyền năng, bởi vì quyền năng đã được ban cho khi Đức Thánh Linh giáng trên chúng ta. Có đâu ạ? Chúng ta không kêu khóc, Chúa ơi cho con thêm quyền năng. Không. Mà chúng ta hãy nói lại Chúa, gia thêm đức tin cho chúng con, để chúng con có thể nhận lệnh, để chúng con có thể khai phóng, để chúng con có thể thực hành, và chúng con sẽ nhận điều mà chúng con ước ao. Có phải không anh chị? Như vậy, chúng ta thấy là đức tin bây giờ mình thực hành như thế nào để có? Cái đức tin thực sự nó hành động là đức tin ra sao? Vì đôi khi chúng ta cũng nói mình tin, nhưng mà sao đức tin mình nó không hành động? Đây là một sự thật mà chúng ta cần phải bàn buổi sáng ngày hôm nay. Đức tin thật nó hành động như thế nào? Dĩ nhiên cái gì nó cũng giả được hết á. Trên đời này tôi nói anh chị em, không có cái thứ gì mà không có hàng nhái hết á. Và kể cả lĩnh vực tâm linh cũng đã có hàng nhái rồi. À, hàng nhái tràn lan hết. À, tin lành nhái có. À, phép lạ giả cũng có luôn. Thì tôi nói anh chị em rằng đức tin giả cũng có luôn. Giả đức tin. Cho nên hôm nay tôi và bạn chị em đến đây ngồi là để muốn xem thử cái hàng thật nó như thế nào. Amen chứ. Mình cần hàng thật thôi. Cần hàng thật, tôi cũng cần hàng thật, không cần hàng nhái. Không ạ? Dùng hàng giả nó kém chất lượng, chán lắm. Phải không ạ? Như vậy tôi muốn nói với anh chị em như thế này. Cái cách để chúng ta kiểm nghiệm cái đức tin thật ở trên đời sống của mình nó như thế nào? Tại sao có người thì đức tin nó hành động, còn có người thì cũng một quyển kinh thánh này, cũng đi nhà thờ đúng nhà thờ đó, không ạ? Cũng cầu nguyện đúng giờ đó, cũng đọc đúng quyển kinh thánh này, sao tôi nó không thấy hành động gì trời? Đó là sự thật, phải không chị? Nhưng bây giờ mình sẽ bàn trước tiên á, mình sẽ bàn những cái cách mà đức tin nó đến với tâm linh chúng ta trước cái đã. Có thể chúng ta sẽ bị sai sót ở đâu đó trong một khâu nào đấy, mình cần phải điều chỉnh. Tôi sẽ nói để anh chị em nghe và có thể biết đâu được, nếu đúng thì hallelujah, còn nếu có điều gì đó mà anh chị em thấy mình thiếu sót hãy bổ sung. Cái nguồn đầu tiên á, mà tôi nói với anh chị em, đức tin nó đến cho tâm linh con người á, cái đức tin thật á, đến từ tâm linh con người là đến từ lời Chúa. Đến từ lời Chúa. Nguồn đó là nguồn thật. Thật 100%. Vì Kinh Thánh chép rất rõ ha, Roma chương 10 câu 17, như vậy đức tin là đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng ra. Lời này là lời sống động, không phải lời được ghi chép trên tờ giấy này. Nhưng khi anh em đọc những lời trên tờ giấy này thì một lúc nào đó nó trở nên sống động và tâm linh anh chị em được tích đức tin. Tích đức tin. Không ạ? Như vậy ở đây đức tin thật đến từ quyển kinh thánh này tôi và bạn chị em đều có. Tuy nhiên cái cách mà chúng ta sử dụng quyển kinh thánh này thì mỗi người khác nhau. Mọi người khác nhau. Tôi sử dụng khác, ông bà anh chị em sử dụng khác. Đó là lý do tại sao tôi có đức tin khác, ông bà anh chị em có đức tin khác. Và nếu mình sử dụng đúng thì đức tin mình là thật. Còn mình sử dụng thiếu thì đức tin mình là sao anh chị em? Chưa thật. Nói giả thì nó hơi nặng quá. Chưa thật. Và chúng ta phải làm cho nó trở nên thật. Bây giờ tôi sẽ nói với anh chị em này cách để mình có thể biến những lời này trở thành đức tin trong lòng của mình. Mấy anh chị? Nó có 5 cái bước như sau anh chị em. Mà mỗi một người chúng ta nếu chịu khó đầu tư thì chúng ta sẽ đạt được kết quả. Bước đầu tiên, anh chị em hãy nghe nó. Nghe. Nghe lời Chúa. Nghe ai đã đọc. Nghe chính mình đọc. Tôi xin thưa với anh chị em rằng không có một con người nào có thể có đức tin thật nếu người đó
không nghe và đọc lời Ngài. Cái chuyện anh chị em đi nhóm, nghe một sư giảng, chưa đủ. Chúng ta cần phải có thời giờ riêng tư với chính lời của Đức Chúa Trời. Và nghe đọc trọn vẹn lời của Đức Chúa Trời. Đây là bước đầu tiên để chúng ta đi đến con đường có đức tin. Bước đầu tiên thôi nha, chưa phải là cuối cùng. Một con đường ngàn dặm mà nếu anh chị em không bước bước đầu tiên thì không bao giờ anh đến đến được. Có đâu ạ? Đó là sự thật. Nếu anh em bước bước đầu tiên thì có cơ hội để đến đích. Cũng như vậy, ngày hôm nay trong cái thế giới hối hả bận rộn này, đôi khi chúng ta có thời gian cho tất cả mọi thứ nhưng không có thời gian trả lời Đức Chúa Trời. Là lời có thể đem đức tin sự sống cho chúng ta. Tôi quay trở lại một chút với câu kinh thánh đầu tiên mà chúng ta vừa nghe, để tôi nói cái ít lời chỗ này, để tôi khích lệ tấm lòng đọc kinh thánh của anh chị em chứ không gì cả. Thế giới mà chúng ta đang sống đó anh chị em, được bao trùm bởi sự chết. Sự chết. Mình chỉ cần kiểm nghiệm chính cuộc đời của mình sẽ thấy sự chết bao trùm. Anh em sẽ thấy sức khỏe anh em ngày càng yếu đi theo thời gian. Anh em sẽ thấy những công việc làm của mình nó có thể lên, nhưng mà rồi nó xuống thì nhiều hơn là lên. Anh em sẽ thấy những cái sự rắc rối xung quanh đời sống mình lúc nào cũng có. Một cái gì đó chết chóc nó bao trùm cả cái mọi khía cạnh của đời sống con người, chưa kể về mặt tinh thần. Không ạ? Con người ta kiểm nghiệm thấy nỗi buồn nhiều hơn niềm vui, sự lo âu nhiều hơn là bình an. Giống như trong truyền đạo nói đó, hãy tưởng nhớ Đức Chúa Trời ngươi, vì những ngày đau buồn thì nhiều hơn những ngày vui vẻ. Vì vậy một sự thật là chúng ta đang sống trong một cái thế giới bị hủy phá dần dần. Hủy phá dần dần. Câu hỏi là làm thế nào để mình có thể được phục hồi trong cái thế giới đó? Phải không anh chị? Làm thế nào để công ăn chuyện làm, sức khỏe của mình, tinh thần của mình, gia đình mình, mọi sự mình làm nó luôn luôn có gì đó được phục hồi? Có như vậy chúng ta mới có thể đủ sức để đi đường dài được. Nếu không anh chị em có chỉ đi được 1-2 tháng thôi, gục ngã liền. Mỗi công việc anh em có thể cố gắng làm được 1 năm thôi là mệt quá xin nghỉ việc liền. Sức khỏe anh em cũng vậy. Nhiều cái chúng ta không thể nào có thể trường kỳ kháng chiến được. Trong cái thế giới đầy bệnh hoạn, đầy những cái sự tối tăm mờ mịt này. Và tôi gặp người nào mà dĩ nhiên là người không có đức tin á, thì câu đầu tiên là than thôi. Và tôi hỏi anh có phải quê quán ở Quảng Ninh không? Ban than. Nào than à. Cho nên than và nguyên quán ở Quảng Ninh là nguồn gốc chung của tất cả mọi người. Phải không ạ? Than thở. Và giống như câu kinh thánh hồi nãy, mọi thứ đều được than thở dưới gánh nặng. Gánh nặng. Đó là điều không thể chối cãi. Nhưng xin thưa anh chị em, có một cách để giúp chúng ta được phục hồi trong thế giới đó. Bởi đức tin mà Chúa giúp chúng ta được phục hồi. Nhưng chúng ta nhiều khi bỏ qua, bởi vì chúng ta không nhìn ra được giá trị của đức tin khi mình còn sống trên đất này. Tôi có một câu kinh thánh mà tôi rất hay thường áp dụng cho chính bản thân mình. Trong Roma chương 8 câu 11. Vả thánh linh của đấng khiến cho Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết. Thế nào? Thì đấng mà làm cho Chúa Giêsu Christ sống lại bởi thánh linh ngự trong anh em cũng sẽ khiến cho thân thể hay chết anh em lại sống thể ấy. Anh em đọc câu kinh thánh đó sẽ thấy.
có ẩn chứa một sự mầu nhiệm ở đây, nhưng đòi hỏi đức tin để tiếp nhận. Thông thường tôi đi với Chúa đó anh chị em, tôi áp dụng câu kinh thánh này cho mình hầu hết trong mọi năng đề. Và tôi cũng muốn chia sẻ để ông bà anh chị em áp dụng nó cho chính mình trong hầu hết mọi năng đề của mình. Ví dụ nha, ví dụ khi tôi bị bệnh, cơ thể mệt mỏi yếu đuối, tôi ngồi lại với Chúa, tôi mở câu kinh thánh đó ra và tôi nói như thế này, rất đơn giản thôi: Chúa ơi, con tin rằng Thánh Linh sự sống của Ngài đang ở trong con. Đó là điều con tin. Vì lời Chúa nói như vậy, khi con tin Chúa Giêsu thì con được nhận Đức Thánh Linh, đúng không anh chị? Và nếu như Thánh Linh sự sống ở trong con, thì căn cứ theo lời của Ngài, tim của con nó đang đập nhanh chứ gì, trở lại trạng thái bình thường đi tim, nó phải trở lại, đúng không? Nó phải trở lại, bởi vì Thánh Linh phục hồi nó, Thánh Linh sửa nó, Thánh Linh làm cho nó trở lại nguyên trạng ban đầu. Đừng có đập 120 nhịp, đập ít ít thôi, đúng không ạ? Và tự nhiên nó trở lại. Phổi khó thở phải không? Tôi nói hỏi phổi của ta, hãy thở lại bình thường đi. Đau lưng đúng không? Lưng kia hãy ngay thẳng lên đi. Xương khớp, máu huyết, son mũi, son trán, đầu cổ, tay, tay chân, tôi đều ngồi vậy và tôi nói với Chúa: Chúa ơi, bây giờ con tiếp nhận sự phục hồi của Đức Thánh Linh trên cơ thể của con. Và anh chị em biết không, 5 phút sau khỏe như lực sĩ luôn. Đấy đó. Và quanh năm suốt tháng không biết bệnh hoạn là cái gì. Đó là sự thật tôi muốn chia sẻ cho nên cái ích lợi của đức tin. Còn nếu như chúng ta không áp dụng nó, tôi đứng đây tôi giảng cho anh em được một tuần, xong mà tuần sau nó mệt quá không giảng được nữa, nghỉ, anh em đi về đi, để tôi uống thuốc đã rồi tôi giảng tiếp. Thế thì anh em thấy như sao? Rất ảnh hưởng đến đời sống, chức vụ, công việc, phải không ạ? Rất ảnh hưởng. Cho nên Chúa ban cho chúng ta Thánh Linh của Ngài, mà bởi chép trong lời Ngài, chúng ta có đức tin và áp dụng cho mình, áp dụng cho sức khỏe của mình. Và lĩnh vực tinh thần cũng vậy. Tôi nói anh chị em, cũng không phải là sắt đá, có những lúc cũng có va chạm, có những lúc mình cũng cảm thấy buồn, đúng không? Có những lúc mình thấy lẻ loi, có những lúc mình thấy sao đời nó không có cái gì vui cả. Có chứ. Người mình chứ có phải là robot đâu mà không biết buồn. Có đúng không? Thì những lúc đó mình làm sao? Những lúc đó mình làm sao? Tôi cũng áp dụng câu kinh thánh này. Tôi ngồi lại với Chúa và tôi nói: Chúa ơi, con tin rằng Thánh Linh của Ngài ở trong con. Và Ngài là đấng bình an, là đấng vui vẻ. Cho nên con không chấp nhận bất cứ nỗi buồn nào trong tâm hồn của con giờ này. Nó phải rời đi. Thánh Linh là đấng vui mừng, Thánh Linh là đấng bình an. Cho nên con không chấp nhận sự lo lắng nghi ngờ nào trong tấm lòng của con. Mày phải rời đi. Và tôi cầu nguyện như vậy bởi đức tin. Một thời gian sau, vui như Tết luôn. Vui như Tết luôn. Đó là cách. Đó là cách mà mình áp dụng đức tin trong lời của Chúa. Anh em ơi, mình phải nghe, mình phải đọc, mình phải học, mình phải suy ngẫm, rồi sao anh chị em? Mình phải thực hành lời của Chúa. Bằng cách đó anh chị em thực sự có đức tin. Chứ không phải là khi nan đề nó đến rồi thì bắt đầu mình lo sợ, mình khóc lóc, mình không biết phải làm sao. Ôi hỡi, không. Chúa ban cho chúng ta lời Ngài và Chúa ban cho chúng ta Thánh Linh của Ngài để chúng ta chiến thắng sự chết trong thế gian này. Tôi nói với anh chị em rằng tôi và bạn chị em phải sống trong sự sống và sự phục hồi của Chúa mỗi ngày. Giống như chiếc xe vậy anh chị em à. Anh chị em chạy đã rồi thì đến một lúc nào đó anh chị em cũng phải đưa vào gara để gì ta gọi là đại tu hay là trung tu gì đó, phải sửa nó chứ. Có bao giờ mà anh chị em chạy chiếc xe mà chạy miết suốt đời cho đến khi tàn tạ luôn không thôi? Có người tôi thấy là tệ đến mức độ
chạy đến nỗi cháy máy luôn rồi vứt luôn chứ không sửa gì cả. Tôi không nghĩ rằng anh chị em đối xử với cuộc đời mình giống như người đó. Anh em à, Chúa ban cho chúng ta công cụ để sửa đổi và được phục hồi. Đó là cách chúng ta có được nhờ đức tin trong lời của Ngài. Tôi nhớ có một câu chuyện tôi đọc. Có một ông người của Đức Chúa Trời, ông tin đến mức độ nha, mà Chúa có thể phục hồi cả cái gen sai trật của con người luôn. Có một lần nọ, có một người đưa đến cho ông một cậu bé bị bệnh, một cái bệnh gì đó mà người ta bác sĩ nói là do cái gen của nó bị sai. Cha mẹ nó sinh ra nó có cái hệ thống ADN, cái gen nó bị sai trật, cho nên nó bị một cái bệnh gì đó, co giật cái gì đó không biết. Và anh em biết ông cầu nguyện như thế nào không? Ông để em bé đến trước mặt và ông nói: Chúa ơi, con tin rằng Đức Thánh Linh hiện nay đang ở đây, và Ngài là đấng sáng tạo, Ngài là đấng tạo ra chúng con, và chắc chắn Ngài cũng tạo ra từng cái ADN và cái gen ở trong người chúng con luôn. Và bây giờ trong danh của Chúa Giêsu, con truyền lệnh cho bộ gen của cậu bé này phải được viết lại như ban đầu. Khi ông nhân danh Chúa, ông truyền lệnh như vậy, thì tự nhiên tất cả những gì sai trật trên cơ bắp, cơ thể, tinh thần của cậu bé đó biến chuyển ngay trước mặt luôn, chữa lành ngay trước mặt. Đó là phép lạ siêu nhiên mà chỉ bởi đức tin và hiểu được mình đang sống trong cái cơ chế phục hồi liên tục của Đức Thánh Linh ban cho chúng ta. Tôi xin thưa với anh chị em rằng, nếu bây giờ mà Đức Thánh Linh được nhấc lên ra khỏi tất cả chúng ta, không ở cùng chúng ta nữa, không giúp đỡ chúng ta, không phục hồi chúng ta, tất cả chúng ta ngã chết hết ngay lúc này giờ. Anh em hãy tin điều đó. Chúng ta sống được, chúng ta thở được, chúng ta đi lại được, chúng ta minh mẫn được, thông minh được giờ này là tất cả nhờ thần của Đức Chúa Trời. Đó là sự thật. Tôi muốn anh chị em nắm cái điều cốt lõi này. Nhưng thần của Chúa thì Ngài vận hành qua cơ chế đức tin. Đức tin. Nếu anh chị em tin, Chúa sẽ làm. Đó là sự thật. Đó là sự thật. Vì vậy anh chị em trở lại với bài giảng. Mỗi một ngày, anh chị em ơi, hãy lấy quyển sách này ra, nghe nó, đọc nó, học nó, suy ngẫm nó và thực hành nó. Có 5 bước phải không ạ? Nghe, đọc, học. Học là đào sâu hơn một chút. Suy ngẫm là gì? Lặp đi lặp lại, viết nó ra theo ý mình, học thuộc lòng. Nhìn xem, tìm xem có điều gì quý giá ở trong đó, suy ngẫm cả ngày và đem những lời đó thực hành cho mình, áp dụng cho cuộc sống của mình trong mọi lĩnh vực: gia đình, trong hôn nhân, trong công việc, trong sức khỏe, trong nuôi dạy con cái, trong tất cả những gì mình quan tâm. Lời của Chúa có tất cả luôn. Và bằng cách đó, đức tin bắt đầu được tích lũy trên đời sống của chúng ta. Đây là một quá trình rất là dài, đòi hỏi chúng ta có cái sự kiên nhẫn, phải không ạ? Có sự kiên nhẫn. Mà giống y xì như mình đi làm việc ở ngoài đời thật này nè. Anh em không thể nào mà đi làm một ngày mà đòi thành tỷ phú được. Khó vô cùng. Nhưng mà ngày hôm nay nhiều người ước như thế. Làm ngày thành tỷ phú về hưu luôn. Nhưng mà trong lời Chúa không có. Có thì tôi đã chỉ cách cho anh chị em rồi. Đọc ngày thôi có đức tin dời núi luôn. Khỏi cần đọc thêm ngày thứ hai. Nhưng mà khổ là trong lời Chúa không có. Chúng ta cần tích lũy đức tin từ từ theo thời gian. Chúng ta bước đi theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời phú cho chúng ta trong từng giai đoạn. Chúng ta không nhảy cốc được. Đó là cách tin. Và bằng cách đó anh chị em, bằng cách đó, cặp mắt thuộc linh của anh chị em sẽ mở ra. Theo cái tiến trình anh chị em suy ngẫm và thực hành lời Chúa, mắt thuộc linh anh chị em mở ra, tai thuộc linh anh chị em mở ra, và bắt đầu anh chị em có khả năng tin những gì
mắt mình không thấy. Không thấy. Tôi có thấy Đức Thánh Linh đâu. Nhưng tại sao tôi tin rằng Ngài đang sống trong người tôi? Vì chẳng qua là tôi đọc lời của Chúa nhiều quá. Đọc đi, đọc lại, đọc tới, lui. Đọc một hồi tôi cảm nhận, đúng, Ngài ở với mình thiệt. À, mình ý thức được rằng Ngài hiện diện với mình thiệt. Trước đây mình đâu ý thức. Nhưng mà mình cứ đọc đi, đọc lại, Chúa cứ nói là Ngài ở với con đời đời. Ngài ở trong con, ở bên trên con. Ngài hành động với con, Ngài phán với con. Đọc hỏi ngâm luôn mà nào không biết. Và cuối cùng mình thấy đúng thiệt. Đúng thiệt. Mình đi đâu thì Chúa ở đó. Phải không ạ? Và đó là cách, cách mắt thuộc linh mình mở ra. Để thấy một Đức Chúa Trời vô hình luôn hành động cùng mình trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Còn nếu mình không ở với lời Ngài thì anh em sẽ khóc nói Chúa ơi Chúa đi đâu mất rồi, con giờ khổ quá, con không thấy Chúa đâu. Có nhiều người cầu nguyện thế, Chúa ơi sao Ngài bỏ con rồi. Thật ra Ngài ngồi bên cạnh ấy, nhưng mà mù không thấy, điếc không nghe, phải không ạ? Cho nên chúng ta muốn mở mắt thuộc linh, mở tai thuộc linh, chúng ta phải nghe, đọc, học, suy ngẫm và thực hành lời Chúa mỗi ngày, để chúng ta có khả năng tin những điều mà cảm giác của mình, mắt của mình, tai của mình không có rò mò được. Bằng cách đó anh chị em à, đời sống của chúng ta rất ít lợi luôn. Và anh em sẽ đi một cái đời sống đức tin cực kỳ ổn định. Không phải là 3 ngày nổi, 9 ngày chìm nữa, mà rất ổn định. Rất ổn định. Lúc nào cũng trong trạng thái của một người được đắc thắng và đầy năng lượng của Đức Chúa Trời. Đó là cách mà Chúa muốn. Amen ha. Còn một cách nữa anh chị em nhé. Một cách nữa. Đó là đôi khi Đức Chúa Trời có thể gây dựng đức tin vào trong lòng chúng ta bằng cách là Chúa Thánh Linh có thể phán trực tiếp lời Ngài cho chúng ta. Phán trực tiếp. Không phải qua quyển Kinh Thánh này. Phán trực tiếp luôn. Việc này làm gì? Làm nhằm gieo đức tin vào lòng người nghe. Khi Ngài phán, ai cũng biết phải không ạ? Tôi kể câu chuyện này để cho em thấy cách Ngài gieo đức tin. Ai cũng biết là Abraham là tổ phụ đức tin chúng ta đó, là một người hiếm muộn, có đúng không? Và ông đã sinh con ở tuổi 100, trong khi vợ ông là Sarah lúc đó đã 90 rồi mà sinh được con trai. Anh em tưởng tượng đi. Đây là điều rất là siêu nhiên. Đây là điều mà xưa nay hiếm thấy. Và chúng ta đọc cái điều đó ở trong Kinh Thánh. Bây giờ câu hỏi đặt ra nè, thời của Abraham làm gì có quyển này, đúng không? Đâu có. Thời Abraham chưa có Kinh Thánh. Vậy thì đức tin của Abraham ở đâu mà ông có thể nhận được điều siêu nhiên như thế, đúng không ạ? Đó là chỗ mà chúng ta cần phải trả lời. Thế thì tôi đọc cho anh chị em nghe trong Sáng Thế Ký chương 18, không, câu 9. Trong một cái buổi trưa thì Chúa và các thiên sứ của Ngài hiện đến thăm viếng Abraham. Ôi tôi rất là thích cái cuộc sống ngày xưa. Còn ngày xưa là thiên thần rồi hiện đến sống với loài người, phải không ạ? Ngày nay hiếm quá vì gian ác quá. Nên các thiên thần là lên núi cao ở hết trơn rồi. Các loài người gian ác ở thành phố với nhau, đúng không? Rồi dịch Covid đồ nó tràn vô chết như rạ, đúng không? Nhưng mà ngày xưa khác. Thiên thần đến thăm viếng con người là chuyện bình thường. Bình thường. Và trong câu chuyện ở chương 18 tôi rất là thích ha. Các đấng hỏi Abraham rằng: Sarah vợ ngươi ở đâu? Đáp rằng: kìa, nàng ở trong trại kia. Một đấng nói rằng: trong độ một năm nữa ta sẽ trở lại đây với ngươi không sai, và chừng đó Sarah vợ ngươi sẽ có một con trai. Sarah ở nơi cửa trại sau lưng đấng đó nghe các lời ấy. Và Abraham cùng Sarah đã già, tuổi tác đã cao, Sarah không còn chi nữa như thế thường người đàn bà. Sarah cười thầm mà rằng: già như tôi thế này dễ còn được điều vui đó sao? Còn Chúa tôi cũng già rồi. Đức Giê-hô-va phán hỏi Abraham rằng: cớ sao Sarah cười như vậy mà rằng:
Có quả thật rằng tôi già đến thế này mà lại còn sinh sản được chăng? Há có điều chi Đức Giê-hô-va làm không được chăng? Đến kỳ đã định, một năm nữa ta sẽ trở lại cùng ngươi và Sarah sẽ có một con trai. Anh em thấy không ạ? Đây là cách Đức Chúa Trời chọn để gieo đức tin vào lòng của Abraham và Sarah và khiến họ ở tuổi 100, tuổi 90 mà vẫn có đức tin để sinh con trai. Chị em thấy chưa? Lạ lùng, rất lạ lùng và rất khích lệ. Bởi vậy cho nên trong cuộc sống này anh chị em, có những hoàn cảnh mà Đức Chúa Trời sẽ đến với anh chị em và Ngài phán trực tiếp vào tâm linh anh chị em một lời để cho anh chị em có đức tin để nhận lấy ân điển từ nơi Chúa. Anh em hãy chờ đợi điều đó. Chờ đợi điều đó. Tôi nhớ lại trong cuộc sống của tôi đã kinh nghiệm điều đó cũng một vài lần rồi. Có những cái hoàn cảnh nó khiến chúng ta tiến không được, lui không xong, chạy bên phải không được, chạy bên trái cũng không xong, đứng yên tại chỗ. Nhưng khi Đức Chúa Trời đến và phán cho chúng ta một lời thì lập tức biển đỏ rẽ ra để khiến cho chúng ta vượt qua. Biển đỏ rẽ ra. Và lời đó nó gieo cho chúng ta cái gì? Lời đó gieo đức tin ở trong lòng. Đức tin trong lòng. Và câu hỏi là liệu cái thời tân ước này Chúa có còn dùng cách này hay không? Chúa có hiện đến phán trực tiếp hay không? Chúa có đến để nói cho chúng ta trực tiếp vào tâm linh chúng ta rằng những điều Ngài muốn cho chúng ta hay không? Điều đó chúng ta không thể nói có được, mà phải chứng minh trong Kinh Thánh là nó có. Cho mình nói có đôi khi nó không thì sao? Cho nên không bao giờ xây dựng một cái giáo lý trên kinh nghiệm của mình, mà hãy xây dựng đức tin của mình trên lời của Đức Chúa Trời. Amen chưa? Đôi khi mình nghe người ta nói có nhưng mà Kinh Thánh nói không thì sao? Nên đâu có được, phải không ạ? Bây giờ tôi kể anh em câu chuyện. Hãy xem câu chuyện con tàu mà Phao-lô bị gặp bão trên biển ở trong Công Vụ Các Sứ Đồ chương 27. Chương 27. Sứ đồ Phao-lô bị là một tù nhân bị bắt vì có ông giảng tin lành bỏ trên tàu bao nhiêu tù nhân khác và để chở đi. Thì giữa cái hành trình đó một cơn bão lớn nổi lên. Thời của sứ đồ Phao-lô thì Kinh Thánh có rồi, dĩ nhiên Tân Ước thì chưa có thôi, chứ Cựu Ước thì có rồi. Đúng không ạ? Cựu Ước có rồi. Nhưng Chúa vẫn sử dụng cái cách mà tôi vừa nói để xây dựng đức tin trong lòng của Phao-lô. Tôi đọc anh chị nghe nha, câu 21. Vì họ không ăn đã lâu nên Phao-lô đứng dậy giữa đám họ mà nói rằng: hỡi bạn hữu ta, chớ chi bữa trước tin lời ta mà chẳng rời khỏi đảo Cơ-rét thì chúng ta đã chẳng mắc cơn nguy hiểm và tổn hại này. Nhưng bây giờ ta khuyên các ngươi hãy vững lòng, trong các ngươi chẳng mất ai hết, chỉ mất con tàu mà thôi. Vì đêm nay một thiên sứ của Đức Chúa Trời là đấng ta thuộc về hầu việc có hiện đến cùng ta và phán rằng: hỡi Phao-lô, đừng sợ chi hết, ngươi phải ứng hầu trước mặt Cê-sa, và nay Đức Chúa Trời đã ban cho ngươi hết thảy những kẻ cùng đi biển với ngươi. Vậy hỡi các ông hãy vững lòng, vì ta có lòng tin cậy Đức Chúa Trời rằng sẽ xảy ra như lời Ngài đã phán. Anh chị em thấy chưa? Cho nên trong thời đại Tân Ước này có những lúc Đức Chúa Trời cũng có thể dùng cái cách đó để phán cho anh chị em. Ngài có thể phán trong sự hiện thấy, Ngài có thể phán trong một giấc mơ, Ngài có thể phán trong một cái tiếng nói ở trong lòng, Ngài có thể phán một tiếng nói nghe được, hay một cái hoàn cảnh qua hội thánh, qua con người nào đó. Đức Chúa Trời vẫn có thể sử dụng cách này để làm gì? Gieo đức tin trong lòng anh chị em để giúp anh chị em vượt qua hoàn cảnh. Cho nên chúng ta hãy trông đợi kể cả hai cách để có đức tin. Amen ạ. Tuy nhiên cái cách đầu tiên á là cái cách mà chúng ta hoàn toàn chủ động. Có đúng không? Cách thứ hai là cách mà chúng ta hoàn toàn sao ạ? Bị động. Chúa đến phán thì chúng ta mới nghe, chứ không phán lấy gì nghe. Có đúng không ạ? Nhưng cách đầu tiên là cách mà chúng ta hoàn toàn có thể tự mở Kinh Thánh ra, tự đọc lời Ngài, suy ngẫm, học, nghiên cứu và có đức tin cho mình. Đây là cách an toàn nhất mà anh chị em sẽ có. Chị em ơi, bây giờ chúng ta sẽ đi một chút xíu nha.
Bây giờ chúng ta sẽ giải thích cái đức tin thật nó hành động như thế nào để cho anh chị em nắm. Đôi khi cái tâm trí mình nó cũng tin, cái cảm xúc mình nó cũng có khả năng tin. Nhưng mà xin thưa với anh chị em, cái đức tin ở trong cái phần hồn của con người nó không làm ra phép lạ. Cái đức tin ở trong tâm trí của mình nó không làm ra phép lạ. Cái đức tin thật nó phải ở trong tâm linh của chúng ta. Và nếu nó là một cái thực thể ở trong tâm linh chúng ta, thì tôi nói với anh chị em về bản chất đức tin, chúng ta không ý thức được. Chúng ta không ý thức được. Chúng ta không có ý thức được rằng đức tin nó hành động như thế nào. Nó sẽ hành động theo sự dẫn dắt của Thánh Linh bên trong. Cảm động anh chị em, chúng ta nói, chúng ta làm, chúng ta nhận. Chứ hoàn toàn tôi không có cảm giác rằng đức tin bây giờ nó hành động. Có một số người nói tôi cảm giác rằng đức tin nó đang hành động. Không, anh chị em sẽ không cảm giác được đức tin nó hành động. Có một số người rằng hỏi tôi, mục sư ơi, khi mục sư đặt tay chữa lành cho người ta, mục sư có thấy điện nó chạy trong tay, quyền năng lộ ra? Tôi nói tôi chả thấy gì cả. Chả thấy gì cả. Tôi chỉ thấy người ta được lành thôi. Tôi không có cảm thấy năng quyền nữa. Như trưởng ở phòng công, mục sư thấy giống như trưởng Hồng Kông nó phóng điện được ra. Không, tôi chả thấy gì cả. Đó. Cho nên đôi khi mình đã xem trưởng Hồng Kông quá nhiều, và mình suy diễn rằng đức tin là một cái gì đó nó phải chuyển động kinh khủng như thế này nè. Tôi xin thưa anh chị em, đức tin ở trong tâm linh con người nó hoàn toàn không phụ thuộc vào những giác quan của con người để hành động. Không phụ thuộc. Tôi nói vậy để làm gì? Tôi nói vậy để khích lệ anh chị em hành động theo đức tin dựa trên lời Ngài, chứ đừng hành động dựa trên cảm xúc của mình. Có một số người bảo là bây giờ tôi sẽ đến cầu nguyện cho người, đến cầu nguyện đi anh. Có một người, nhưng mà con chưa thấy điện chạy trong người, sao cầu nguyện? Đây là chỗ hết sức sai lầm. Chúng ta hành động dựa theo những gì lời Chúa nói và lòng mình đã có tin, chứ không phải dựa vào cảm xúc, cảm giác mà mình đang có lúc đó. Amen chứ? Hoàn toàn không phụ thuộc. Đó là đức tin thật sự. Cho nên ngày nay đó, bởi vì người ta dựa vào những cái cảm giác, cảm xúc, cho nên người ta đã hạn chế, và tôi gọi nó mạnh hơn một chút, đó là dập tắt đức Thánh Linh. Dập tắt Thánh Linh. Và trong hội thánh mình không thấy phép lạ gì cả. Trong hội thánh mình không thấy dấu kỳ sự siêu nhiên gì cả. Bởi vì xin thưa với anh chị em ngồi dưới nghe lời Chúa, ngồi đó đau lưng mỏi gối rồi thì điện sao mà chạy được nữa, mà bởi cầu nguyện. Có đúng không ạ? Nên đâu có cái gì xảy ra, anh chị em đâu thấy cái gì đâu. Và nếu mà chúng ta hành động dựa theo cảm xúc của mình, dựa theo những cái gì giác quan của mình, dựa theo những cái gì mà mình cảm nhận được, thì hóa ra đức tin phụ thuộc vào thời tiết à. Hôm nay trời mưa cho người mình nó cũng ẻ ỏi một tí, bảo thời Chúa hôm nay chắc không hành động đâu. Không ạ? Cho nên bỏ đi anh chị em ha. Tôi nói Hebrew chương 11 câu 1, và đức tin là sự biết chắc vững vàng những điều mình đương trông mong là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Mát chương 9 câu 23 chép, Chúa Giêsu đáp rằng sao ngươi nói nếu thầy làm được, kẻ nào tin thì mọi sự đều được. Lý do nào khiến đức tin là chắc chắn, là không phụ thuộc vào cảm xúc, cảm giác? Là bởi vì đức tin được xây dựng trên một nền tảng chắc chắn, đó là lời của Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời là đấng thành tín và toàn năng. Đức Chúa Giêsu ngó môn đồ và phán rằng điều đó loài người không thể làm được, song Đức Chúa Trời làm mọi việc đều được. Ma-thi-ơ chương 19 câu 26. Chúng ta dựa trên những gì Đức Chúa Trời nói anh chị. Và đức tin nó xảy ra một cách rất tự nhiên. Điểm thứ hai tôi muốn nói với anh chị em là như thế này. Những cái gì mà con người cố gắng nỗ lực á, nỗ lực gọi là vận nội công á, thì đâu phải đức tin. Giống như bà bây giờ cầu nguyện chữa lành, trước khi cầu nguyện chữa lành phải làm nóng máy ra. Đâu ạ? Nóng máy. Thấy người của đầu phấn khích lên các thứ rồi mới cầu nguyện. Đâu không phải đức tin. Đâu không phải đức tin. Cái đó là tâm lý. Đó là tâm lý.
nó tạo ra cho con người cái sự phấn khích, một cái sự tin tưởng, một cái sự chắc chắn, mang cái tính tâm lý, thuộc về phần hồn con người, chứ không phải đức tin. Đức tin nó đến từ tâm linh và rất tự nhiên. Tự nhiên. Giống như Chúa Giêsu nói, người tin ta làm được phải không? Lành đi, thế là lành à. Không có một cái nỗ lực gì, không có phải đổ mồ hôi gì, không có phải nhảy múa gì, không có phải lên dây cót gì cả. Tất cả mọi thứ đều tự nhiên. Đó là đức tin. Cho nên tôi khích lệ tất cả ông bà anh chị em, hãy xây dựng một đức tin thật trong mình và sống hết sức tự nhiên theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh ở bên trong anh chị em. Nó không có một cái gì mà mang cái sự nỗ lực của con người. Chúng ta không nỗ lực để tin một cái điều mà hiển nhiên mình biết là nó có rồi, biết chắc nó có rồi. Chúng ta không nỗ lực nữa. Ví dụ bây giờ tôi hỏi cô đây ha, cô có nỗ lực để cô tin rằng ông mục sư quý ông đang đứng đây không? Có không? Có nỗ lực không? Cô có bảo bây giờ tôi xem thì ông có đứng thiệt ở đây không? Cô có nỗ lực không cô? Không đúng không? Rất hiển nhiên. Cái gì mình biết chắc rồi là không có cần phải nỗ lực nữa. Nếu anh chị em biết chắc rằng bởi lần rơi Chúa Giêsu chịu anh em được lành bệnh rồi thì không nỗ lực để tin điều đó nữa. Đúng không? Không phải nỗ lực nữa. Nó là hiển nhiên. Những gì Chúa Giêsu đã làm trên thập tự giá và bây giờ tôi nhận nó là hiển nhiên. Tôi không phải nỗ lực để tin, phải vắt đầu vắt trán, phải đổ mồ hôi ròng ròng để tin điều đó. Nó là hiển nhiên. Cho nên chị em, khi đã có đức tin thì mình không nỗ lực để tin. Hiểu không ạ? Khi mình thực sự đã có đức tin thì mình không nỗ lực để tin. Nhưng sao ạ? Trong lòng mình được yên nghỉ hoàn toàn về điều đó. Đó là sự thật của đức tin từ Đức Chúa Trời. Nếu anh em tin bởi lần roi của Chúa Giêsu anh em được lành bệnh, thì dù anh em có bệnh kiểu gì anh em nằm xuống ngủ rất ngon. Vì anh em biết là bởi lần roi của Chúa con được lành. Con được lành. Nếu anh em tin rằng Đức Chúa Trời là đấng săn sóc anh em, rồi khi anh em đã trao mọi lo lắng của mình cho Ngài rồi, thì anh em sẽ nằm xuống ngủ như một đứa trẻ, không còn lo âu nữa. Vì sao? Vì anh em có đức tin cha mình đang săn sóc. Đó là đức tin. Trở lại với câu Kinh Thánh học thuộc lòng hôm nay, tôi muốn nói với anh chị em, đức tin thật luôn dẫn chúng ta đến sự yên nghỉ trong tâm hồn. Đó là đức tin thật. Và nó rất là tự nhiên. Không bắt chước, không giả tạo, không lên dây cót, không làm gì cả. Và bằng cách ấy đức tin nó hành động. Ví dụ bây giờ, giả dụ bây giờ anh chị em thấy giả dụ bây giờ Chúa Giêsu đứng trước mặt anh chị em ví dụ như bây giờ cô đây, cô mặc áo trắng đằng sau người anh em chúng ta đấy. Bây giờ cô đang cầm tờ giấy có nan đề của mình phải không ạ? Bây giờ nếu Chúa Giêsu đứng trước mặt cô thì cô có tin rằng nan đề của cô hôm nay được giải quyết hoàn toàn không? Thế nào? Tin ha? Chắc chắn luôn. 100% luôn. Nếu Chúa Giêsu đứng trước mặt. Amen. Mà Chúa nói, khi chúng ta nhóm lại trong danh Ngài, Ngài hiện diện ở đây. Như vậy tôi hỏi cô rằng, ngay bây giờ, đúng không? Ngay bây giờ nè, lúc này, mắt cô không thấy Chúa. Mà cô nói rằng nếu mà Chúa hiện ra đứng trước mặt cô thì nan đề của cô được giải quyết tức thì liền. Bây giờ mắt cô không thấy,
Nhưng mà lòng cô tin rằng Chúa Giêsu đang đứng ở trước mặt cô, thì dĩ nhiên nan đề cô phải được giải quyết chứ, phải không? Vậy thì phép lạ phải xảy ra chứ, chắc chắn chứ. Tôi muốn cô hướng về Chúa giờ này. Tôi mời cô đứng dậy nè, một mình cô thôi. Đó. Rồi, tôi muốn cô hướng về Chúa, phải không? Bây giờ tôi nói lại nè. Cô tin rằng nếu Chúa Giêsu đứng trước mặt cô, thì nan đề cô được giải quyết. Và mặc dù bây giờ cô không thấy, nhưng tôi nói rằng Chúa Giêsu đang đứng bên cạnh cô. Và đây là cách đức tin đã hành động. Anh chị em sẽ xem Chúa Giêsu chạm cô này. Chúa Giêsu sẽ chạm cô. Vì cô tin thôi. Chúa chạm cô. Thấy không ạ? Đây là quyền năng bởi đức tin. Và nó rất tự nhiên. Tôi nói trong danh Chúa Giêsu, Chúa chạm cô. Cô thấy Chúa chạm cô không? Đó. Rất đơn giản. Anh chị em thấy cách đức tin thật nó hành động không? Tức là bây giờ mình tin như thế nào thì mình nhận như thế. Cô nói rằng nếu Chúa Giêsu đứng trước mặt cô thì nan đề cô được giải quyết. Bây giờ tôi nói mặc dù cô không thấy, nhưng Chúa đang bên cạnh cô. Cô tin điều đó và cô cảm nhận Chúa đang chạm tấm lòng của cô, phải không ạ? Cô có tin rằng Chúa đứng bên cạnh cô không? Hallelujah. Cô cảm thấy rằng trong tấm lòng mình có một điều gì đó thay đổi, phải không ạ? Đó là điều ra lòng. Xin mời cô xuống cảm ơn Chúa. Cảm ơn Ngài. Đấy. Đây là cách tôi muốn cộng tác cùng với cô này để trình bày cho anh em cách đức tin thật nó hành động. Mình đâu có nỗ lực gì đâu, đúng không ạ? Không nỗ lực gì cả, chỉ đơn giản là mình nói đã, bây giờ mình tin Chúa bên cạnh mình thì chắc chắn mình nhận được sự hiện diện của Ngài, mình nhận được sự đụng chạm của Ngài. Cho nên cô nói rằng cô tin rằng Chúa đang đứng bên cạnh cô. Cô tin như thế. Và khi cô nhắm mắt lại, cô cảm nhận được một điều gì đó bắt đầu khác ở trong tâm linh của mình. Đó là cách mà Chúa làm. Còn nếu mình không tin thì đâu có được. Phải không? Và bằng cách đó, kể cả sự chữa lành, sự giải cứu hay là bất kể năng đề gì của mình, anh chị em ơi, hãy biết rằng mặc dù mình không thấy Chúa Giêsu đứng trước mặt bằng hình, bằng tượng, bằng thân xác của Ngài trên đất, nhưng tôi nói rằng trong Thánh Linh Ngài đang ở bên cạnh anh chị em. Đó là cách để chúng ta giải quyết tất cả mọi điều. Rất tự nhiên. Rất tự nhiên. Phải không ạ? Cho nên tôi nói đức tin là tự phát tự nhiên, không giả tạo, không bắt chước. Đức tin là dựa trên công việc hoàn tất Chúa Giêsu đã làm, hãy tập trung vào đó. Đức tin là hoàn toàn tuyệt đối tin cậy Chúa sau khi cầu nguyện. Đức tin là bình an yên nghỉ sau khi mình cầu nguyện cho một điều nào đó. Đó là đức tin. Chúng ta không cần phải nỗ lực gắng sức. Tôi muốn anh chị em sẽ bắt đầu thực hành bằng cách như vậy à, để tập thực hành đức tin trên đời sống của mình. Tập trung vào Chúa. Tập trung hoàn toàn vào Chúa. Cảm ơn Chúa ha. Cảm ơn Chúa thật là nhiều. Nhiều cách lắm. Đó. Tôi không biết rằng anh chị em có quen với cái kiểu này không. Nhưng tôi muốn cả hội thánh bây giờ mình hãy thực hành được không ạ? Đó, chúng ta, tất cả chúng ta hãy đứng dậy nè. Mình thực hành đức tin của mình thôi. Anh chị em tin như thế nào? Dạ. Yeah. Anh chị em tin như thế nào, anh chị em sẽ được thực hành như thế nha. Dạ, rất đơn giản thôi. Tôi nói anh chị em là đức tin không có nỗ lực gì cả. Và Ngài là đấng phục hồi anh chị em. Đấng làm mới anh chị em. Mặc lấy sự sống cho anh chị em giờ này. Anh chị em tin điều đó không? Anh chị em hãy tin rằng
Thánh Linh là đấng ngự bên trong mình. Mỗi một người hãy tin điều đó, vì đó là sự thật. Khi anh em đã dâng đời mình cho Chúa Giêsu, thì Đức Thánh Linh ngự bên trong mình. Tôi muốn dành một phút để cho mọi người tin xác quyết rằng Đức Thánh Linh đang ở bên trong mình. À, thật sự Đức Thánh Linh đang ở bên trong, phải không? Anh em tin chưa nào? Chắc phải không? Rồi. Và bây giờ hãy nghe tôi nói nè. Nếu Đức Thánh Linh ở bên trong anh chị em, thì chắc chắn những gì chết chóc nó phải được thay thế bởi sự sống của Chúa. Cho nên tôi nói ngay lập tức giờ này, mỗi một bạn chị em đang đứng tại nơi đây sẽ bắt đầu nhận được sự rời chạm, sự phục hồi, sự chữa lành, sự thay thế, sự nâng đỡ của Đức Thánh Linh. Bất kể là gì. À, mọi người hãy bắt đầu cảm nhận nè. Tôi nói trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cha ơi, con chào đón thần phục hồi của Ngài tại nơi này. Và mỗi một anh em con nói rằng họ tin nơi Chúa.